Thưa quý vị, là cuối cùng chúng tôi cũng phải quay lại chỗ này vì nhiều lý do đó. Nhân duyên. Hello mọi người. Xin chào quý chị và các bạn. Vũ đang có mặt ở bảo tàng cà phê Buôn Ma Thuột. Đây là lần trở lại thứ hai. Sau lần trở lại thứ nhất đó là chúng ta chỉ dừng lại ở quầy lễ tân để chặn lại, thì lần này chúng ta đã được đi vào trong. Bên cạnh của Vũ đây là lão bà. Anh bảo vệ yêu cầu đeo khẩu trang. Tôi rủi à? Yên tâm anh, người này không có virus đâu mà lo. Tâm rủi đã đi hết một tàng luôn. Đây ạ, phía trên là 75 ạ, xuống dưới hầm tôi là 100, còn đi cả trên cả dưới hầm là 100. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cà phê cái gì? Lão bà đây. Chỗ giá bị cao nhiều đẹp này, nhưng mà được. Lại trở về của thời đồng đá. Kính thưa quý vị, là chúng ta đang ở trong tầng hầm các cái bộ sưu tập về máy, các bộ máy chế biến cà phê trên toàn thế giới được tập hợp về đây từ nhiều nơi trên thế giới, cũng là nhiều quốc gia qua các nhiều đời. Đúng rồi. Nếu như em phải làm theo dòng thời gian đó. Đúng rồi, dòng thời gian. Nên chưa có cái dòng thời gian. Thì giờ nó phải bổ sung. Mời vào chị vào cửa cửa sinh. Cửa sinh. Đáng giá đồng tiền đó chị hả? Ừ. Là phải thế chứ. Đúng rồi. Đã làm okay. Làm trên này.
lấy cà phê giờ nó rung rồi các chị. Anh muốn quay gì nữa không anh nói? Có, muốn quay nữa. Nhưng mà thôi để quay riêng đi. Quay riêng nha. Ừ. Tự nhiên ngồi quay mà bắt chị xịt mặt. Kính thưa quý vị, là sau một thời gian chúng tôi lăn lộn từ tầng 1 tới tầng hầm đi vòng vòng và thuyết pháp cũng như là một điều rất kỳ. Thưa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi đến cà phê của ông uống thì tôi phải tự dọn. Đó, chén bát này kia là tôi phải tự dọn. Sau nhiều lần năn nỉ ý ô thì cuối cùng cũng có một bạn nhân viên xinh đẹp nở nụ cười hoan hỷ, ra dọn dẹp và lo một cách sạch sẽ. Gọi là nụ cười thân thiện chứ không phải nụ cười hoan hỷ. Đừng có quen nói như trong chùa mày. Đi vào chùa làm việc quen rồi nên giờ nó cứ hoan hỷ với thí chủ mà đau đầu luôn. Ê thí chủ, cho cần tăng hỏi mình đây có nước tự phục vụ không thí chủ? cũng là cái này nữa à, cũng là cái này nữa hà. À, thì tất nhiên cứ yên tâm đi, bỏ vào đây xứng đáng không sao đâu. À, cảm ơn thí chủ. À, chúc thí chủ vui vẻ ha. Ha ha ha.